Các bạn sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách Chân trời sáng tạo bài 3, ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số tiết 3. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách Chân trời sáng tạo bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 4. Trong một buổi sinh hoạt, lớp 5A có 2/3 số bạn chơi bóng rổ và 1/4 số bạn tập hát. Câu E. Hỏi số bạn tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần số học sinh của lớp 5A? Ta biết là lớp 5A có 2/3 số bạn chơi bóng rổ và 1/4 số bạn tập hát. Như vậy, số bạn tham gia hai hoạt động trên bằng 2/3 cộng với 1/4. Các em thực hiện phép tính này trước ra giấy nháp, sau đó là các em viết kết quả vào đây. 4 không chia hết cho 3, mẫu số lớn không chia hết cho mẫu số bé, thì các em sẽ quy đồng 2/3 bằng cách là nhân cả tử và mẫu với 4. Còn quy đồng 1/4 bằng cách là nhân cả tử và mẫu với 3. Các em nhân chéo mẫu. Rồi ta có 2 nhân 4 bằng 8. 3 nhân 4 bằng 12. 1 nhân 3 bằng 3. 4 nhân 3 bằng 12. 8/12 cộng 3/12 bằng 11/12. 11/12 số học sinh lớp 5A. Câu B. Hỏi số bạn chơi bóng rổ nhiều hơn số bạn tập hát là bao nhiêu phần số học sinh của lớp 5A? Chơi bóng rổ là 2/3. Tập hát là 1/4. Vậy muốn biết nhiều hơn bao nhiêu, các em lấy 2/3 trừ 1/4. Số bạn chơi bóng rổ nhiều hơn số bạn tập hát bằng 2/3 trừ 1/4. Ở đây các em quy đồng rồi. Bây giờ các em chỉ việc lấy 8/12 trừ đi 3/12 thôi. 8 trừ 3 bằng 5. 5/12 số học sinh lớp 5A. Rồi các em nhớ đáp số. Câu E. 11/12 số học sinh lớp 5A. Câu B. 5/12 số học sinh lớp 5A. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Một kệ sách có 150 quyển, gồm hai loại sách giáo khoa và sách tham khảo. Số sách giáo khoa bằng 1/3 số sách trong kệ. Hỏi kệ sách có bao nhiêu quyển sách tham khảo? Ở đây người ta yêu cầu chúng ta tính số quyển sách tham khảo. Trước hết là các em phải tính số sách giáo khoa đã. Sau đó là các em lấy tổng trừ đi số sách giáo khoa, ta sẽ tìm được số sách tham khảo. Kệ sách có số quyển sách giáo khoa là số quyển sách giáo khoa bằng 1/3 số sách trong kệ. Tức là các em tìm 1/3 của 150. Muốn tìm 1/3 của 150 thì các em lấy 150 nhân 1/3. 150 nhân 1 bằng 150. 150 chia 3 bằng 50. 50 quyển. Vậy kệ sách có số quyển sách tham khảo là các em lấy tổng là 150 trừ đi 50 bằng 100. Các em đáp số là 100 quyển sách tham khảo. Tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Người ta dùng các tấm kính hình vuông cạnh 1/4 mét lắp sát nhau thành một vách ngăn hình chữ nhật có chiều dài 5 mét và chiều rộng 4 mét. Hỏi cần bao nhiêu tấm kính để lắp vách ngăn đó? Rồi các em hình dung. Mỗi tấm kính hình vuông có cạnh là 1/4 mét.
Người ta dùng các tấm kính này lắp sát nhau thành một vách ngăn hình chữ nhật có chiều dài là 5 mét và chiều rộng là 4 mét. Bây giờ các em tính số tấm kính để lắp thành vách ngăn này. Nó giống như là bài toán tìm số viên gạch để lát kín nền nhà. Chúng ta được học rồi. Số viên gạch để lát kín nền nhà bằng diện tích của nền nhà chia cho diện tích của một viên gạch. Bài tập này các em làm tương tự, các em lấy diện tích của vách ngăn chia cho diện tích của một tấm kính thì sẽ ra số tấm kính. Như vậy, trước hết là các em tính diện tích của vách ngăn hình chữ nhật bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Các em lấy 5 x 4 bằng 20 mét vuông. Tiếp theo là các em tính diện tích của mỗi tấm kính hình vuông. Diện tích của hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó. Các em lấy 1 phần 4 nhân 1 phần 4 bằng 1 phần 16 mét vuông. Tiếp theo là các em tìm số tấm kính cần để lắp vách ngăn đó bằng cách lấy diện tích của vách ngăn chia cho diện tích của một tấm kính. Tức là lấy 20 chia cho 1 phần 16. Chia cho 1 phần 16 thì các em nhân đảo ngược lên. Các em nhân với 16 phần 1. 20 x 16 bằng 320. 320 chia cho 1 thì nó vẫn là 320. 320 tấm. Rồi các em nhớ đáp số. Như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc các em học tốt.